cái vừa rớt xuống cái đầu trong thiện hả? Ừ, chân, mà thiệt không? Chân, thiệt. Rồi bây giờ ông ở đâu mà ông anh chạy qua đây? Ông bất tỉnh ông nằm nhà. Trời ơi quỷ sứ nè, tự nhiên ông bất tỉnh để em nằm mà bởi là ông chết thì sao? Không có đem ông qua đây cho tôi. Tiền viện phí bao nhiêu là anh đóng đi. Rồi sau đó là anh bồi thường cho tôi thêm 30 triệu nữa. 30 triệu đó là để chi? Là để tiền nuôi con tôi. Anh là lao động chính, anh nuôi gia đình. Bây giờ trong 30 triệu đó là tôi lấy nhiêu đó là đòi gì nữa? Chủ của tài sản thì phải chịu trách nhiệm nếu cái tài sản đó gây ra thiệt hại cho bất cứ ai. Xin được chào mừng quý vị khán giả, chúng ta đang đến với chương trình Bốn Phương Kỳ Cục Án. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ một vị khách mời đã rất quen thuộc với tất cả mọi người. Xin được giới thiệu luật sư Trương Thị Hòa, con thưa cô. Dạ, thưa chào MC Trịnh Đình Toàn và xin chào quý vị khán giả. Thưa cô, ngày hôm nay con muốn mời cô và mời quý vị khán giả cùng theo dõi một câu chuyện mà con nghĩ nó rất thích hợp với cái tên chương trình của chúng ta, Bốn Phương Kỳ Cục Án. Dạ, có một vụ án rất là kỳ cục đã xảy ra. Dạ, nó kỳ cục như thế nào? Đình Toàn mời quý vị và mời cô cùng theo dõi. Nam ơi, Nam ơi! Ai vậy? Ủa, chú ba mày hả? Đâu đây? Qua kiếm anh. Nhớ kiếm. Anh quên. Thôi xạo hoài à. Bữa nay vợ con đâu rồi tự nhiên qua kiếm tôi? À, thật ra là vợ em đi công chuyện rồi. À, hai đứa nhỏ đi học rồi, mình nhẹ buồn quá qua thăm anh. Thăm gì đủ tôi quýnh cờ đúng không? Anh biết hết trơn luôn á. Ừ. Rồi thôi đi vô nhà nín cờ tôi pha ấm trà luôn hả? Không. Đây nè, đây một cái địa điểm này rất là lý tưởng. Có cây dừa nè, thấy không? Gió mát nè, dưới bóng dừa nè. Mình ngồi đánh cờ uống trà nó lãng ngoạn. Trời nghe diễn tả không mà thấy hấp dẫn rồi đó. Thôi được rồi, ngồi đó chờ tôi vô lấy cái bộ cờ với lại pha ấm trà ra uống. Dạ, dạ. Ừ. Ngồi đây là không đúng không thủy. Mình ngồi bên này. Ấm trà đâu? Cái phong thủy này mình là bên này. Bên đây là bảo đảm. Chơi cờ là bách bách chiến. Ủa? Sao ông ngồi bên đây của anh đó? Thường là phải ngồi từ trong, từ ngoài hướng vô trong thì mới gọi là người. Ý ngồi bên đó mới thắng tôi cái gì? Được, chờ chút xíu, lấy ấm trà ra đi tôi giải quyết cho. À, thấy không? Cái màu nó cũng phong thủy, thấy không? Làm phiền ta không à. Thay gì đánh trong nhà tôi đỡ cực. Ra ngoài này chi tôi phải khệ nệ, tôi ôm giác tùm lum hết trơn. Ha. Ngoài này nó vừa mát luôn. Nó vừa mát dễ sợ luôn. Biết rồi, nhưng mà nè, dặn trước nha. Đánh cờ phải nhường tôi nha. Trời ơi, em đánh vợ ẹt sao nhường anh? Hầu gia bộ hoài, tao biết quýnh dữ lắm ở đó. Rồi uống miếng trà đi, rồi bắt đầu mình vô bộ cờ nè ha. Tỳ thí. Ừ. Ủa, quên nữa. Cái gì? À đúng rồi. Hả? Nhắc nãy giờ mới nhớ. Nhắc gì? Chị Năm nghe đâu. Trời ơi, chị biết rồi. Cái thằng bả mấy lần đi chợ là bả đi cả tiếng đồng hồ á. Vậy em yên tâm. Rồi. Cái khó lắm. Thì tranh thủ lẹ đi bả, về em không mệt nè. Vô nè. Dạ, ai đi chứ? Thôi gọi là nhường phải không? Nhường đi. Rồi nhường phải không? Nhường em đi trước. À, gì? Nhường em đi trước. Ủa nhường như không vậy? Rồi em đi trước. À thủ bất quần ha. À. Em đi trước. Rồi đi đi. Đánh chứ con này, ăn con này đi. Chưa thấy ai đi cờ mà quái đản vô cái quất vậy liền vậy đó. Ăn một pháo rồi chơi vậy đó. Thôi đánh con này đi. Vô đó. Rồi lớn nè. Rồi đi nè. Lên xe đúng không? Lên xe. Xuống ngựa. Trời ơi. Ngang nè. Ngang. Ra ngựa. Vừa rụng. Bạn tình ơi, dấu gì cùng xa nhau rồi. Tim ba, có nhà Tim ba, có nhà Tim ba. Làm gì như nhà trái vậy anh? Không có. Tôi qua tôi tưởng Tim ba không có nhà, tôi la lớn vậy thì có Tim ba nha. Tim ba về hả? Về. Bạn tình ơi, dấu gì cũng tới đây rồi, ngồi đây uống trà đợi tôi chút. Không đợi được. Nói cho Tim ba nghe vậy. Thật sự là chú qua chồng tôi phải không? Ông đi qua chơi với anh mà nói gì? Đúng rồi, ông đang ở bên nhà tôi á. Ông đánh cờ bển chứ. Đúng rồi, tôi với ông đang ngồi đánh cờ. Cái một cơn gió mạnh nó thổi ngang qua. Ông ngồi dưới gốc dừa. Ở trên ông cái nguyên trái dừa nó khô nó rớt xuống một cái túc. Thôi bởi tôi nói anh trồng dừa nhiều chi vậy? Mà ngồi tới dừa khô mà rụng. Ông tiên ngồi dưới gốc dừa, dừa khô rớt xuống bể đầu ông tiên. Dạ. Ủa cái dừa rớt xuống cái đầu trong thiện hả? Chân, mà thiệt không? Chân, bây giờ ông ở đâu mà ông anh chạy qua đây? Ông bất tỉnh ông nằm nhà. Trời ơi quỷ sứ nè, tự nhiên ông bất tỉnh để em nằm mà bởi là ông
của mình tôi không biết làm gì mà ổng nặng quá tôi khiêng không nổi. Thấy cái bụng không là thấy khiêng không nổi rồi. Trời ơi, đi mà bệnh khiêng không vậy đây cũng tôi. Bây giờ bình tĩnh. Tiếp ba bình tĩnh, tôi với ba thì bình tĩnh mới đi rước ông về được. Chúng thôi là hai người qua bển là nói luôn. Trời ơi, đợi ông xong ông hết bình tĩnh chắc ông chết. Khoan đã, thêm ba chờ tôi với. Rồi bây giờ anh tính vấn đề này sao? Anh nói tôi nghe coi. Ủa, tính sao là sao thêm ba? Chồng tôi đi qua đánh cờ với anh bị dừa khô rớt, bây giờ ổng lại bị thần kinh phân liệt, ổng nằm vậy. Mà ổng là lao động chính trong gia đình, bây giờ ai lo cho tôi, ai lo cho vợ con tôi đây? Thôi tiếng ba phải bình tĩnh đi, thật sự cái chuyện này á đâu phải ai cũng muốn là được đâu. Nói gì? Quên. Từ ở trên trời rơi xuống. Con nói thiệt, bởi vì nó từ ở trên cao xuống mà. Nhưng cái kết quả cuối cùng là bây giờ vợ của ông ba đòi ông Tư là chủ của cây dừa đó đó phải bồi thường viện phí cho chồng mình, thì điều đó có hợp lý không ạ? Dạ thưa, cái đó hoàn toàn hợp lý và đúng pháp luật nữa. Là tại vì sao? Người nào là theo quy định của pháp luật, người nào là chủ của một cái tài sản, thì chủ của cây dừa là chủ tài sản, tức là cây dừa cũng là một tài sản. Dạ. Và chủ của tài sản thì phải chịu trách nhiệm nếu cái tài sản đó gây ra thiệt hại cho bất cứ ai. Điều đó rất là rõ ràng. Dạ. Và cái này đó thì cũng muốn nói luôn là từ bao nhiêu ngàn năm nay rồi, một cái nguyên tắc là ai có lỗi, tức là do cái tài sản của mình mà gây ra, phải không, thì là phải bồi thường. Dạ, nhưng mà thưa cô, con nghĩ đi, ví dụ đi, con xây một cái nhà thì con còn quản lý được ở cái miếng ngói hay là cái đèn trong nhà hay cục gạch. Còn cái này là cái trái ở trên cây dừa mà nó rớt, chừng nào nó rớt con đâu có biết được. Dạ thưa, thật ra thì về nguyên tắc cũng suy đoán là như mình cũng quản lý được cái trái dừa. Suy đoán á, nếu như Đình Toàn nó quản lý được cái ngói thì người ta cũng nói sao quản lý được cái miếng ngói. Thì giống như bây giờ lại nói không người thì nói không quản lý được trái dừa. Nhưng mà ta không đặt vấn đề quản lý được hay không, nhưng trách nhiệm của người chủ sở hữu là phải xem xét các mặt sự an toàn đối với cái tài sản của mình có thể gây ra cho ai. Dạ. Nói thật là này, đừng nói trên trời rớt xuống mà ở dưới đất cũng đưa lên nữa. Nhà mình á, mà người ta đi ngang, người ta trở cái vỏ chuối như nhà mình cũng phải đền nữa. Tại mình dục vỏ chuối cho người ta. Dạ. Vậy nếu vỏ chuối đó không phải con dục thì sao? Không phải thì cái chuyện đó mình phải dẹp, thấy vỏ chuối phải dẹp. Trời ơi, con bắt đầu hơi khó khăn rồi. Chứ con vậy thì hôm nay con nghĩ là mình sẽ nói về trái dừa thôi. Con nói như vậy thì nếu như nha, trái dừa đó rơi xuống đất và ví dụ có một người nào đó chạy ngang và họ cán lên trái dừa thì cái người chủ của cây dừa cũng phải có trách nhiệm bồi thường. Dạ thưa, như thế này, thật ra trái dừa mà nếu rớt ngay trên đường thì bổn phận người chủ của cây dừa phải lượm cái trái dừa để cho cái đường người ta đi chứ không có bị tai nạn xảy ra. Vì trái dừa nằm trên đường có thể xảy ra tai nạn. Phải hiểu cái điều đó là trách nhiệm của chủ sở hữu là như vậy. Như lúc nãy nói là giống như là mình chủ sở hữu một căn nhà thì mình phải trông coi quản lý hết tất cả các mặt để mà sự an toàn cho người ta, khi mà người ta có thể tiếp xúc với cái tài sản của mình. Người ta đi ngang cũng là tiếp xúc, đâu có cấm người ta đi ngang qua nhà mình được. Nó nằm ngay trên đường đi mà, thí dụ như vậy. Vậy trong trường hợp nếu một ai đó lấy cây muốn hái trái dừa đó, hay dùng thọc dừa hay hái dừa, và nó rớt xuống
gây tai nạn thì người chủ của cây dừa có phải đền không ạ? Thưa, vấn đề đó lại khác ạ. Tự mình đi chọc trái dừa để mình rớt để mình lấy trái dừa. Thậm chí người ta còn đặt thành vấn đề là người ta hỏi bộ trộm trái dừa hả? Hay ví dụ sao vậy? Mình đâu có quyền xâm phạm vào tài sản của người khác. Và chính vì sự xâm phạm tài sản của người khác là hành vi trái pháp luật của mình. Cho nên nó gây ra một sự thiệt hại mà lại do chính mình chọc trái dừa nó rớt vô mình. Cho nên giống như ông bà nó gãy ông đập lưng ông vậy. Vậy thì cô, còn một trường hợp nữa con nói ví dụ nha. Ví dụ hai người đàn ông đó ngồi chơi cờ ở dưới gốc dừa, nhưng lúc đó cái trái dừa rớt xuống do con nói ví dụ như bão hay là gió mạnh thổi qua hay như thế nào đó, thì liệu lúc đó thì người chủ của cây dừa có phải chịu trách nhiệm không? Dạ thưa, thật ra nãy giờ chúng ta bàn là bàn những cái chuyện mà cắt cớ kiếm chuyện. Dạ. Chứ thường nếu giả dụ như trong cái vụ này bỏ qua thôi, không có hàng xóm nhau phải không? Cũng giống như ngồi mà đánh cờ mà trái dừa rớt thì thôi bỏ qua thôi hay như thế nào. Nhưng mà lại đặt vấn đề đi thưa, mà hãy đã đi thưa thì mới đặt ra vấn đề lỗi phải như thế nào, trách nhiệm của ai. Cho nên cái này nói rõ là như vậy. Cho nên trong trường hợp này người ta phải giám định coi, coi từ cái chỗ mà cái trái dừa nó rớt, nếu mà bình thường không có nó có rớt được hay không. Dạ. Người ta thấy như vậy là nó rất là chắc khi dính vào cái dừa. Nhưng mà vì là có bão là đây là trường hợp bất khả kháng rồi. Dạ. Cho nên khiến cho nó phải rụng để rớt xuống thì vấn đề lại khác. Dạ. Thì lúc đó kháng sẽ xem xét bất khả kháng. Đó. Dạ. 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 Vậy thì rõ ràng chúng ta thấy ở đây á, thưa quý vị, chúng tôi đang nói tới một cái việc đơn giản ở trong câu chuyện chúng ta vừa xem là một trái dừa thôi, nhưng chắc chắn nó sẽ là rất nhiều những câu chuyện ở trong cuộc sống nữa. Còn nói ví dụ như là tài sản của hàng xóm mình đi ngang hoặc như thế nào đó, hoặc là chúng ta thấy là các phương tiện cơ giới, đặc biệt là những xe chở đất cát, thưa cô, mình chạy trên đường và đổ ra rồi sau đó gây tai nạn cho những người chạy ở phía sau. Yeah. Hoặc là việc là bạn có một con vật nuôi và bạn chăm sóc hoặc là quản lý nó không kỹ để nó gây ra thương tích cho hàng xóm hay những người đi đường, thì bản thân chúng ta cũng phải có trách nhiệm để mà đền bù. Dạ thưa Đình Toàn nói rất là trúng. Nhưng đây chúng tôi cũng muốn nói là cái vấn đề mà thí dụ như một chiếc xe chở gạch ngói hay cát như này kia, luật người ta quy định rất rõ phải có những cái lưới bao bọc bên ngoài. Dạ. Nha, để đảm bảo cái vệ sinh môi trường và để đảm bảo cái chuyện nó không rơi rớt. Nhưng mà nếu có rơi rớt là phải lo quét liền á, chứ không phải mà để đó rồi người ta té, người ta có bị trầy trụa gì nhân dân này kia, tức là ảnh hưởng đến sức khỏe mà có khi ảnh hưởng đến tính mạng nữa, là phải trách nhiệm đó chứ không đơn giản đâu. Dạ. Cho nên lúc nào mình cũng phải chú ý là luôn luôn là phải đảm bảo được cái sự an toàn cho mọi người, để mà nếu mà cái việc đó có thể do tài sản của mình gây ra thì cái trách nhiệm, nếu người ta yêu cầu bồi thường thì các cơ quan thẩm quyền sẽ xem xét cái trách nhiệm mình đến đâu, có phải là do cái tài sản của mình gây ra hay không. Dạ. Tôi nghĩ trong cuộc sống của chúng ta có những trường hợp là 9 bỏ làm 10. Dạ. Chứ nãy giờ như chúng ta nói cái gì cũng đòi bồi thường, cái gì cũng đòi hết. Phải không? Dạ. Tại vì thật ra cái người đó họ đâu có muốn như vậy, nhưng mà dạ, họ cũng cái ý thức trách nhiệm nó hơi kém một chút. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng nói thì nói pháp luật quy định như vậy, chứ trong cuộc sống thì chúng ta mọi việc thì chúng ta cũng nên xem xét có lý có tình đâu đó nhân dân này kia. Nhưng bản thân cái người có tài sản thì tự bản thân mình cũng thấy người ta không đòi, có khi mình cũng phải chăm lo nữa. Dạ, dạ đúng. Cái đó nó thuộc về tình làng nghĩa xóm. Dạ. Và thưa quý vị, với bốn phương kỳ cục án, đặc biệt là ngày hôm nay, chúng ta những tưởng là chúng ta đang nói với nhau những câu chuyện nó đơn giản, hoặc là cái gì sẽ nói ủa sao có trái dừa mà nói qua nói lại, nhưng thật sự nó là rất nhiều những tình huống trong cuộc sống mà đôi khi chúng ta gặp phải và cần có cách xử lý một cách thích đáng. Xin cảm ơn sự có mặt của luật sư Trương Thị Hòa và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Dạ thì... đâu thằng Quang, cháu gì đâu không biết bơi con. Dạ đâu, thằng Quang bây giờ ở đâu? Dạ thì hồi nãy lúc mà nó té, con có kéo nó lên rồi mà con kêu hoàng mà nó cứ nằm im mà nó không có trả lời con. Tại vì tụi họ không được hạnh phúc thì cũng không muốn gia đình chị cũng được hạnh phúc. Luật giao thông đường nghiêm cấm người chủ phương tiện giao phương tiện cho người không đủ điều kiện để điều khiển cái phương tiện đó.